Xin chào cô chú anh chị các bạn trong và ngoài nước nhé. Hiện tại mình đang có mặt tại trung tâm thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Thì hôm nay là ngày mùng 3 Tết. Bây giờ đã hơn 1 giờ chiều rồi. Thì mình đang có mặt trước cái khu di tích Tháp Nhạn. Thì khu di tích Tháp Nhạn cũng là một cái khu di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. Và nó cũng là cái điểm đến, cái điểm tham quan của tất cả mọi người ở trong và ngoài nước vào cái dịp lễ Tết cũng như là những cái ngày thường cũng vậy các bạn. Đây mình đang đứng ở trước cái cổng đây nha, cái khu vực cổng. Thấy thì dòng người đổ vào đây cũng khá là náo nhiệt và đông đúc. Rồi, giờ bắt đầu mình đi lên trên khu vực tháp, mình review giới thiệu gửi đến cô chú anh chị các bạn xem nha. Theo dõi hết video của mình nha. Đây Tháp Nhạn các bạn, di tích quốc gia đặc biệt Tháp Nhạn. Đó, đây cảnh quan bên dưới các bạn. Đó, dưới đường đây. Rất là nhiều người. Di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia Tháp Nhạn, tọa lạc tại trung tâm thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Rồi, giờ mình bắt đầu mình đi lên nha. Hiện tại bây giờ trời nó cũng hơi là âm u á, hình như nó muốn mưa hay sao á. Rồi giờ mình đi di chuyển nhanh lên. Rồi đây xe xanh, xe xanh đây. Đó, mình đi theo con đường này. Không biết ở trên phía trên nó có đông người không ạ. Ê bảo mày nói cho tao đi theo vậy. Mày nói cho tao đi theo không? Đi. Thì khu vực này thì trước đây thì mình cũng đã review một lần rồi. Thì hôm nay nhân dịp Tết thì mình ghé vào thành phố Tuy Hòa mình review check in vài cái địa điểm. Trong đó thì cái Tháp Nhạn rất đặc biệt. Lên chưa? Con dốc này thì cũng khá cao ạ. Ở đây mình gửi xe ở dưới nha, mình đi bộ lên chứ không có cho xe đi lên đây. Hoặc là có thể mình đi xe điện. Thôi cũng mệt. Cảnh quan cây cỏ hoa lá rất là xanh tươi đẹp mà. Đi xe điện thì người ta đi đường này ha. Nhưng mình đi cái đường này là đường đi bộ nè, đường lên Tháp Nhạn. Đi theo con đường bậc tam cấp này. Đi lên đây cũng hơi thở thở. Đây cảnh quan rừng cây rất đẹp. Thôi cũng mệt. Thôi, thở.
Rồi mình lên đến nửa dốc mình nhìn xuống nè, nhìn xuống trung tâm thành phố Tuy Hòa, nhìn ra biển luôn các bạn. Rồi tiếp tục nha, chuyển đoạn nữa. Rồi sắp đến nơi rồi nha. Rồi mình lên đến chân tháp rồi. Đây chân tháp. Thì trước hôm nay trên cái tháp nhạn này không có nhiều người các bạn, không có nhiều người. Đứng ở trên này gió rất là to mà. Ôi, nghỉ xíu nữa, hơi thở. Này, thập nhạn ngày Tết. Như thập nhạn này cũng là một cái biểu tượng. Đặc trưng của tỉnh Phú Yên. Tháp nhạn một mà, hai là cầu Đà Răng. Cầu Đà Răng xưa. Tháp này khá là cao. Đây là cái cửa chính của tháp nhìn ra Biển Đông các bạn. Cho những người ta vào thắp hương rồi cúng công đức. Trên khuôn viên khu vực tháp này nó rất sạch sẽ các bạn, quá sạch sẽ luôn á. Gió quá to luôn, gió mát. Cái trên này ngoài cái khu vực kia, xung quanh chân tháp ra nó còn một cái khu vực phía ngoài này nữa các bạn. Khu vực kế cận phía ngoài này là khu vực ăn uống phía ngoài này các bạn, có cái cổng kia. Đó, ra phía ngoài đó. Hoặc các bạn đi xe điện lên thì cũng đi cái đường đó đó, đường khu vực ngoài đó. Còn cái khu vực những cái nhà ở trên này đúng không ạ? Đó, những cái đền thờ phía trên đó. Đền thờ phía trên cái đồi này gần cái cái tháp rồi luôn các bạn. Cái hướng trong trống rồi nè, hướng trong trống này nhìn ra Biển Đông mà rất là rõ. Wow, trời gió quá trời gió luôn. Đây hướng này người ta đứng là chụp hình xuống nè. Đứng hướng này có thể mình nhìn xuống cái sông này nè,
xuống con sông mà. Cái sông nó nằm ở dưới chân của cái núi Tháp Nhạn. À, dưới nó có con đường bờ kè dưới đó. Đường bờ kè dưới. Và khu dân cư rất là đông cái đây, rất sầm uất. Đứng đây thì nhìn xa xa cái thấy cái cầu Đà Răng à. Cầu Đà Răng mới cả Đà Răng cũ bên kia. À, đứng nhìn xa xa xuống con sông kìa. Rồi, hiện giờ thì dòng người đổ về khu vực tháp này ngày một đông nha các bạn. Và ở tại cái tháp Nhạn này thì hàng năm thì vào cái ngày rằm tháng giêng á, ngày rằm tháng giêng tháng này này, thì tỉnh Phú Yên có tổ chức gọi là cái lễ hội nguyên tiêu á, là lễ hội thơ. Anh chị các bạn nào nếu mà ở gần đó, thì có thể đến đây tham gia cái hội thơ, đúng không? Hội nguyên tiêu vào ngày rằm tháng giêng. Rất nhiều cô chú anh chị các bạn lên đây thường chụp ảnh trên này rồi, chụp hình ảnh đây. Đây. Và cái hướng phía bên này nè, hướng phía tây, hướng phía tây bắc, hướng phía tây bắc kia cũng nhìn xuống thành phố Tuy Hòa nha, nhìn xuống vùng lân cận rất là rõ. Để mình tới cái góc này nè, góc phía tây. Đây, đứng góc đường này. Đó, nhìn xuống xa xa kìa. Đó, những khu vực phía bắc, phía tây bắc của thành phố Tuy Hòa. Xa xa kìa. Đó, trên đọt cây, nó khuất khuất mấy cái đọt cây. Ở phía bên dưới này người ta xây dựng cái thác đó bạn. Thấy cái thác này. Thấy không? Đó, vẫn là cái hồ nước tam cấp nè, hồ nước tam cấp dài nè, các bạn thấy không? Đó, hồ nước tam cấp. Đó, hồ nước tam cấp bậc thang các bạn. Giống như ruộng bậc thang. Nè. Xây bằng đá đen xì. Giá quá trời giá luôn. Rồi mình đi vòng vòng ra phía ngoài rồi mình đi xuống nha. Rồi giờ mình đi xuống đây. Vâng, thì từ nãy đến giờ mình cũng đã lòng vòng mình review cái cảnh quan, cái không khí vui chơi ngày Tết tại di tích Tháp Nhạn, tọa lạc tại trung tâm thành phố Tuy Hòa. Rồi, vậy thì mình cũng xin kết thúc video này tại đây nha các bạn. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video, trong những lần livestream tới nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại nha.